Tối ngày 5 tháng 10, tại sân khấu quảng trường Đoan Môn, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long đã diễn ra chương trình nghệ thuật đêm hội áo dài với sự tham gia của 65 nhà thiết kế áo dài Việt Nam đến từ ba miền Bắc Trung Nam, các hoa hậu, người mẫu, các nghệ sĩ Việt Nam cùng các đại biểu quốc tế. Đặc biệt, chương trình có phần trình diễn trang phục áo dài của các phu nhân đại sứ các nước tại Việt Nam. Đây là một trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954 đến ngày mùng 10 tháng 10 năm 2024. Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Hồng Minh cho biết chương trình Nghệ thuật đêm hội áo dài với sự tham gia của 65 nhà thiết kế, mỗi bộ sưu tập mang một phong cách riêng, lấy cảm hứng từ những giá trị trường tồn của Việt Nam và thế giới thông qua tà áo dài, để tình yêu di sản và sự kết nối văn hóa vượt qua thời gian. Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội được tổ chức lần đầu tiên năm 2016, với mong muốn tạo sân chơi cho các nghệ sĩ, nhà thiết kế, người mẫu, đồng thời khơi gợi lan tỏa tình yêu với áo dài, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của áo dài trong đời sống xã hội, thông qua tà áo dài kết nối quảng bá di sản văn hóa quảng bá sản phẩm du lịch hấp dẫn của thủ đô và du lịch cả nước. Đến nay, lễ hội áo dài đã trở thành lễ hội thường niên diễn ra vào tháng 10 mùa thu đẹp nhất trong năm của Hà Nội, có sự tham gia và tích cực hưởng ứng của người dân, trở thành sân khấu cộng đồng, ngày hội cầu nối văn hóa, là điểm đến thường niên vào dịp mùa thu Hà Nội cho du khách và bạn bè quốc tế. Đại diện cho các nhà thiết kế áo dài đến từ 63 tỉnh, thành phố mang các bộ sưu tập áo dài đến với chương trình mong muốn quảng bá áo dài, quảng bá du lịch cho thủ đô và đất nước. Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam mong muốn các bộ sưu tập áo dài với hình ảnh di sản thiết kế hoa văn truyền thống tạo xu hướng về áo dài không chỉ trên sàn diễn mà đưa vào đời sống. Trong khuôn khổ lễ hội, sáng ngày mùng 5 tháng 10 cũng đã diễn ra các na văn áo dài. Đây là chương trình nghệ thuật tổng hợp đồng diễn và diễu hành quy mô lớn do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch triển khai tổ chức, nhằm lan tỏa tình yêu áo dài đến đông đảo người dân, bạn bè và du khách quốc tế, mọi độ tuổi, giới tính.